chào mọi người nhé mình đang uh, sửa cái lọc khí không khí này. trong cái tình trạng không lên nguồn nhé mình uh, tháo ra nhé tháo ra thì uh, check kiểm tra thì mạch không có cái cháy lỗ gì nhé và mình đã cấp cái nguồn vào này cấp nguồn uh, điện 100 vào để chạy nhé thì uh, nó đã chạy ok nhá mình cấp nguồn này cấp nguồn này Đã bật chạy bình thường này Đó. chạy hoàn hảo luôn nhá nguyên nhân của nó mất nguồn là do thợ trước ứng dụng cái công nghệ đổi điện bằng tụ này các bạn nhìn này chơi cái tụ xịn thì mình không nói nhưng mà lại chơi cái tụ máy bơm này. Với những cái lọc không khí mà cái công suất nó thấp này nhá. Công suất con này có 26W này. Này công suất này có 26W này. Thì đổi điện bằng tụ là cũng chạy ok đấy nhá. Vấn đề là mình phải dùng cái tụ xịn nhá. Dùng cái tụ BM 20mi 20, mi, 20... microfarad ấy nhưng mà cái điện áp nó chịu đựng nó ở cái mức cao nhá chứ dùng cái tụ của máy bơm này để ch để chạy máy bơm lợn như con 750 ấy. để mình đấu như này thì thực sự nó không ổn đâu Vì cái chất lượng tụ đen này nó không đảm bảo nhá này chỉ thích hợp để chạy cái mấy cái tụ chạy máy bơm đây đây chắc là cái thợ điện cơ học anh em thợ điện cơ học theo trên mạng này chuyển điện này chứ nếu mà anh em mà là chuyên đọc khí thì sẽ dùng những cái con tụ BM mà tụ xịn chứ không phải dùng những con tụ như này này thì mình sẽ đổi nguồn cho khách bằng cái một cái tụ bên áp nắp vào đây chạy cho nó đảm bảo luôn nha rất may là nguồn nó không hỏng nó chỉ hỏng cái cái phần tụ này thôi khi một cái tụ này nó bị hỏng lệch nó gây ra lệch điện áp này là nó sẽ không đảm bảo đầu ra nữa với những cái dòng như kiểu lọc khí Panasonic nhá thì chuyển điện bằng tụ thực ra rất là phổ biến anh em thợ dùng rất là nhiều nhé nhưng mà tụ là phải mình dùng cái tụ xịn nhưng không dùng cái tụ máy bơm này nhá. Những cái tụ lượng này, như tụ như này chất lượng rất là kém nhá. Chỉ đáng để chạy tụ máy bơm thôi. Mà thay cho máy bơm thì nhiều khi nó cháy cái tụ này nó sinh ra cả cháy cả động cơ luôn đấy nhá. Như con này thì mình sẽ bỏ đi. Và may nó sẽ trưng dụng cái con tụ này. Nếu mà dùng lượng nó còn ok là mình vẫn sẽ dùng được nhá. Đây mình sẽ lắp vừa nguồn vào đây này. Con này 26W thôi. 26W thì mình lắp cho cái đổi nguồn 50W vào đây thì chạy bao bền luôn. Bền đến lúc hỏng luôn. Này. Cái uh, mạch để đổi điện sang uh, từ 220 xuống 100V nhé. Bằng tụ thực ra nó rất đơn giản này. bạn nhìn này. Hai quả, hai quả tụ này mắc uh, nối tiếp này. Cái điểm uh, nối tiếp ở giữa này. Ở giữa này mình sẽ lấy cái điểm làm uh, ra điểm uh, ở cái mức uh, 0 V đấy. Hay mức 100 V đấy, lấy uh, điểm ở giữa này. Và hai đợ hai đầu này các bạn nhìn này. Hai đầu con tụ này. Cấp điện vào này. một chân trung này đấy như này này đây là con uh, điện trở xả này điện trở xả nó nghe phải dùng cái con uh, có uh, công suất cao nhé Chứ dùng cái con bé tí này một con chở 220k có uh, điện trở 1 phần tư rất là bé nhé nếu mà đổi điện bằng uh, tụ này mình phải chơi cái tụ uh, 2W nhé. À cái cái trở 2W nhé 2W 220K nhé Đấy. Làm như này là rất là lông cơm nhé Đây là cái uh, sơ đồ nhá, đổi điện này. Đổi uh, điện bằng tụ. Bằng uh, tụ xuống uh, 100V cái này là sẽ dùng hai cái con uh, tụ ở đây uh, có giá trị là 20 mi pha và một con trở 220k 2W để uh, khi mình uh, rút điện ra nhé tụ nó đang tích điện này nó không bị xả ra hai đầu chân uh, phích cắm này gây ra tình trạng mình cắm nó có tình trạng cắm mà ổ cắm nó cứ tuyệt 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 tuyệt, tuyệt các bạn đổi điện bằng tụ sẽ rất hay có gặp cái tình trạng là cắm vào ổ cắm là cái lỗ quẹp đẹt đẹp đẹt mà nhiều khi cái con trở thì mình không nắp vào nhá hoặc là nó nó xả xả không kịp đấy làm cho đầu với cắm mình sờ vào nó bị giật te người luôn nhá sơ đồ sơ đồ này thì cái đổi điện bằng tụ thì mình chỉ áp dụng với những cái lọc khí và những cái đồ chạy cái công suất nó nhỏ nhé thực ra là chạy như này nó sẽ không tốt cho những cái tải đằng đằng sau cái mạch này đâu mình thực sự nào mình thấy nó không khuyến khích đâu các bạn hãy dùng cái biến áp nó sẽ chạy nó ổn định nó sẽ tốt hơn Đây, sơ đồ này cho các bạn nào tham khảo mà muốn uh, chuyển điện dùng cái phương pháp này còn cái phương pháp này mình thấy uh, về lâu về dài là cái khi cái tụ C1 hoặc C2 này nó bị giảm chỉ số nhá thì sẽ sinh ra cái cái điện áp giữa điện áp pha này giữa hai cái cái hai cái chân của tải này nó sẽ bị thay đổi khi đó là nó sẽ tránh tình trạng tình trạng khi đó khi hỏng cái tụ c 2 này chẳng hạn thì nó sẽ không có điện áp ra đây đấy và khi hỏng cái tụ này các bạn thấy tải nó sẽ có cái điện áp nó sẽ bị dâng lên đấy mà dùng cái tụ này các bạn muốn chuyển sang 220 thì các bạn phải để ý đến hai cái tụ này. Đây các bạn như nhìn đến đầu video này, là, là thợ trước đã dùng cái tụ máy bơm nhá. Tại sao mày biết là tụ máy bơm? Tại vì mình cũng làm cả điện cơ nhá. Trước đây mình sửa rất nhiều động cơ rồi nên là nhìn cái tụ mình đã biết này Mà dùng cái giá trị đấy, cái con tụ đấy nó chỉ có giá trị chưa đựng có 370V này. Mà muốn nó dùng nó bền ấy, các bạn phải dùng cái tụ nó xịn, tụ hay tụ C1, C2 này nó phải xịn. Ít ra phải dùng cái tụ BM và cái giá trị điện áp chịu đựng ấy nó phải cao. Càng cao càng tốt. Đây là 450 uh, V này là Vôn Vôn AC đấy nhá, không phải 450 V uh, uh, DC đâu. Dùng cái phương pháp này thì với những cái cái nguồn nó có giá trị tải nó nhỏ thì uh, dùng cũng gọi là là ok nhá là là, là chạy được đấy nhưng mình uh, theo mình là không khuyến khích các bạn hãy dùng một cái uh, biến áp nhá để cho nó chạy cho nó ngon này nhá đấy uh, cái nguyên nhân chính thì, cái phần này gây ra cái bệnh mất nguồn thì thì nó chỉ là là, là tụ đây cũng may mắn cho khách hàng là nó không bị sông áp là gây ra hỏng hóc ở bên trong của cái lọc không khí nhá còn các bạn muốn áp dụng cái phương pháp này thì các bạn phải chọn một cái chở ok chở có giá trị 2 w này để đảm bảo xả để đảm bảo xả tụ cho nó ngon nhá và hai cái tụ này là tụ xịn thì nó sẽ đảm bảo cái thời gian dài và cái phương pháp này được áp dụng trên cái lọc khí daikin những cái dòng pala mà cái diện tích ấy, diện tích nó nhỏ nên là không uh, lắp được cái biến áp nhá. Cái thế cái phương pháp này thì uh, theo mình uh, có trải qua thì mình thấy là những cái nguồn ấy sử dụng cái nguồn nó nhỏ hơn 50V à nhỏ hơn 50W nhá. Thì nó khả thi và nó ít hỏng hóc. Chứ nguồn nó lớn lên đấy, nguồn nó lớn hơn ấy, 50 mươi w thì chả mấy uh, ngáp là các bạn sẽ bị ăn đòn nhé nên là dùng cái đồ nhật là những cái này thì mình phải dùng đổi nguồn hoặc hoặc dùng cái những cái biến áp uh, sắt này, cho nó phù hợp nhé đấy mình uh, xin kết thúc video đây đây nhá mong là anh em uh, thợ sẽ chọn được cái phương pháp nó phù hợp làm sao để cho khách hàng và mình không phải bảo hành nhé. Khi mình uh, sử dụng cái phương pháp này. Đấy, nên là cái phần này linh kiện nó khá là quan trọng nhé. Linh kiện tụ nó đẻo một phát đây. Là nó sẽ gây uh, hỏng mạch nhé. Đấy, mình sẽ uh, kết thúc video tại đây nha Các bạn thấy video ích thì hãy like và follow cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem nhé.